Còn một quan điểm em muốn hỏi anh nghĩ như thế nào về sống thử chứ không nhân? Nói thiệt tình là anh cũng không biết như thế nào nữa. Tại vì anh cũng nghe xã hội người ta cũng bàn tán nhiều ý kiến, nhưng quan điểm của anh thì anh nghĩ là không nên. Vì em thì có quan điểm khác. Em nghĩ rằng khi mà hai người yêu nhau đủ chín mùi thì việc sống thử trước hôn nhân nó cũng là một cái lợi thế để hai người có thời gian hiểu rõ nhau về cuộc sống với nhau thế nào. Dạ, mời chị ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Dạ, cảm ơn anh. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Chào quý khán giả, em tên là Trần Kim Thấm. Năm nay em 33 tuổi ạ. Hiện tại sống ở thành phố, ở quê ở miền Tây là Bạc Liêu đó anh. Bạc Liêu? Dạ. Thấm ở thành phố, Thấm làm gì? Dạ, hiện tại em là trưởng bộ phận kinh doanh của công ty Kềm Nghĩa. Còn bạn trai giới thiệu đi. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Và xin chào toàn bộ quý vị khán giả. Mình tên là Lương Văn Hợp, 37 tuổi, quê quán ở Bắc Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em có một công ty về sản xuất bao bì giấy ở bên Bình Tân. Dạ. Có làm chủ cái công ty đó luôn? Đại khái là vậy. Cái đường tình duyên của em thế nào? Đường tình duyên của em thì nó không được đẹp lắm. Tức là năm 2006 thì em có lập gia đình với một bạn đó 2 tháng, sau đó là chia tay. Đăng ký kết hôn rồi có 2 tháng phải chia tay nhau vậy? Bạn gái lúc đó thì có mẹ với bà ngoại là bệnh nặng, là muốn an tâm về con, về cháu gái vậy đó. Thì bạn gái đề nghị với em là sẽ làm đám cưới xong thì lại trở về bình thường. Em thì em nghĩ là nếu mà có thể được thì cũng ổn định luôn, nhưng mà nó cảm giác là nó miễn cưỡng, nó không ổn. Ủa, tụi em quen nhau lâu không mà đàn gái có thể đề nghị cái điều đó? Khoảng tầm 2-3 tháng gì đó. Quen có 2-3 tháng thôi. Dạ. Cũng chủ động, tức là hai bên đã thỏa thuận với nhau rồi, là rõ ràng là như vậy rồi. Rồi, coi như mà lỡ một lần đò. Vậy còn Thắm, tình trường của mình như thế nào? Dạ, em có 4 mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì em có đính hôn, nhưng một năm thì mình chia tay, mình cảm thấy không hợp. Sau đó thì mình cũng quen một vài bạn trai. Và mối tình gần đây nhất là mình mới chia tay được gần một năm. Và lý do mình chia tay là mình không cảm nhận được sự quan tâm từ người bạn trai. Người bạn trai không bao giờ hỏi mình đi đâu, làm gì, ăn cơm chưa, đi chơi với ai, đi mấy giờ về. Mình cảm thấy nó quá lạnh, cho nên là sau 3 năm mình quyết định chia tay. Vậy còn cái lần đính hôn đầu tiên, tại sao mình đính hôn rồi mà cuối cùng mình không tiến tới? Cái đó là khoảng cách. Tình yêu không đủ lớn để vượt qua khoảng cách cho nên mình chia tay. Yêu xa. Dạ vâng, đúng rồi. Bây giờ bên đàn gái muốn tìm một bạn trai như thế nào? Biết chia sẻ và quan tâm cho gia đình, đặc biệt là người phụ nữ của mình, không thoái thác hết các việc của gia đình cho vợ. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, chắc anh Quyền Linh. Anh này đẹp trai hơn anh Quyền Linh. Dạ. Vậy em... còn bên đàn trai, anh mong muốn tìm được một người phụ nữ như thế nào ạ? Dạ, thân hình cân đối, gương mặt thì xinh xắn và ứng xử khéo léo, dịu dàng và cũng chu đáo trong cái công việc gia đình. Bạn gái, bà không thích điều gì ở đàn ông? Thứ nhất là hút thuốc. Hút thuốc? Dạ, em rất là ghét mùi thuốc. Thứ hai là mê nhậu hơn mê vợ. Thứ ba là không biết làm việc gia đình, có nghĩa là nấu ăn hay là giặt giũ hay là chăm con. Ba điều đó đưa ra, em có vướng vào một điều nào đó không? Dạ, có thuốc thì em cũng không hút, nhưng mà châm thuốc cho ông Địa hàng ngày thì vẫn châm. Tức là cái miệng sẽ có mùi thuốc. Còn chuyện gia đình thì em nghĩ là những cái việc ở trong gia đình, tẩy khái như quét nhà hay là giặt đồ cái gì đó thì cái đó làm thực ra là để giảm stress thôi, chứ nó cũng chẳng phải nặng nhọc gì. Còn khi mà chia sẻ thì có nhiều cách chia sẻ, nếu như bạn nữ vui mà cảm thấy là chia sẻ như vậy là vui hơn. Cái chuyện một số việc khác thì ok, thì cũng không có gì cả. Còn cái vấn đề thứ ba nữa thì quan tâm, thì em nghĩ là người con trai hay người con gái cũng vậy, cũng cần có một việc để làm và có một người để yêu, để nhớ. Thì khi người ta yêu người đó thì chắc chắn người ta sẽ phải nhớ và quan tâm về người đó. Đó là điều dĩ nhiên, và cái đó cũng rất khó miễn cưỡng. Nếu như bạn kia đã thực sự yêu thì cái chuyện đó cũng không cần phải đòi hỏi, tự nó sẽ tới. Tại vì yêu là từ trong con tim mình, em nghĩ là như thế.
Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Thì phụ nữ lúc nào cũng muốn chồng mình, muốn bạn trai của mình muốn nhìn thấy rõ ràng. Thể nhìn thấy. Đúng. Có thể là một cái lời nói, hoặc một cái hành động, hoặc một cái gì đó. Tại vì đó là những cái khoảnh khắc mà hạnh phúc hai người dành cho nhau. Nếu mà không có những khoảnh khắc, không có sự quan tâm, nó cuộc sống nó rất là tẻ nhạt. Đúng rồi. Thư hoàn toàn đồng ý với em. Đàn ông luôn mặc định việc nhà, việc nội trợ là của phụ nữ. Thực sự những việc đó phụ nữ chúng tôi có thể làm được, đúng không? Nhưng mà tại sao yêu cầu đàn ông phải share cái việc đó, phải chia sẻ cái việc đó là sao? Cùng làm việc nhà, cái cảm xúc của vợ chồng nó sẽ gắn kết hơn. Cùng đúng nửa cái chén, em đứng rửa, anh đứng tráng đó, thao đồ, giặt đồ, em bỏ vô máy, anh đỡ bóc lên phơi, hoặc là dọn dẹp chung. Cái đó nó gắn kết tình cảm thực sự rất là nhiều. Có đôi khi hai vợ chồng đầy đủ điều kiện, ta có thể thuê một cái người nào đó giữ cho con, rồi làm việc này thì mình chủ yếu kiếm tiền cũng được. Dạ. Cái điều quan trọng nhất là quan tâm tới nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cùng đồng hành làm những việc đó với nhau thì cái tình cảm nó khác. Khó lắm, nhiều và đàn ông bây giờ thì họ thiếu cái điều đó lắm. Không có đâu. Chị rất thích cái quan điểm này của em. Dạ, vâng. Em thì em nghĩ là việc nhà thì không nhất thiết phải là rửa chén. Ví dụ như cô vợ rửa chén, còn em đi sửa điện nước hay là quét mạng nhện chẳng hạn. Chào anh. Nãy giờ nghe giọng nói là Thư tưởng tượng một cái gương mặt khác, một cái kiểu khác, nhưng mà gặp anh thì khác. Em nhìn đàn ông lắm, phương phi đàn ông. Em tưởng bên đây đàn bà. Anh kỳ quá. Người ta phân biệt cái nét đẹp, ví dụ như em phân biệt nét đẹp là gì, cái gương mặt đàn ông đó, nhưng gương mặt của anh là gương mặt bánh bao, rồi có những cái nét đẹp cool boy, có những đẹp ngầu ngầu, có nét đẹp baby, có nét đẹp lãng tử, có nét đẹp đểu đểu. Anh hiểu không? Nhiều lắm, em phân biệt nhiều lắm. Cái gương mặt anh này mặt như điền đàn ông, không đẹp, tráng rộng. Nó khen ta mặt như điền, nó khen tôi mặt bánh bao. Anh cho em hỏi nha, giờ tới em nè. Ví dụ như là một cô gái trước đó họ có thể là một người phụ nữ hiện đại, nhưng về với anh, họ yêu anh thì họ thay đổi là họ sẽ giảm việc ở ngoài. Anh nghĩ thì dĩ nhiên là cái người phụ nữ hiện tại bây giờ thì họ cũng có nhu cầu về xã hội. Dạ. Thế nên nếu mà họ đã giảm cái lượng công việc ở bên ngoài để họ quan tâm tới gia đình. Dạ. Thì đồng nghĩa với việc là cái người đàn ông mình cũng phải nhìn lại cái sự hy sinh của cái người phụ nữ đó, chứ không phải là một cái gì nó thay đổi dễ dàng. Anh nghĩ là như vậy. Vỗ tay cho câu trả lời của anh. Cảm ơn anh. Anh thích một mẫu người phụ nữ hiện đại hay truyền thống? Anh thì anh thích với gia đình thì nên theo truyền thống, còn nếu mà với xã hội thì nên hiện đại. Ra anh hơi tham lam. Giờ kiếm người phụ nữ ra đường hết sức là hiện đại, hết sức là văn minh, nhưng về nhà như một con mèo ngoan, chăm chồng truyền thống. Hơi khó hả em làm được không? Vì làm kinh doanh cho nên em có tư duy rất là hiện đại. Nhưng vì em là xuất thân từ miền Tây, Bạc Liêu, cho nên công dung ngôn hạnh hoặc là nữ công gia chánh là em có thể đảm đang được. Đó, trời ơi, bên nhà gái em là được cả hai luôn đó. Số 1, bộ đồ anh đang mặc, ai chọn cho anh? Anh thích cái màu và anh phải hỏi tư vấn một người bạn của anh. Con gái hay con trai? Dĩ anh con trai. Bạn anh có người yêu chưa? Bạn anh hình như là nghe nói cũng chụp hình cưới rồi. Dạ thôi được rồi, em không hỏi nữa. Cảm ơn anh. Bây giờ đàn gái hỏi hơi nhiều ha. Bây giờ mình gặp hai họ đi. Dạ. Em trai đi với ai? Em đi với em trai, nhà hai em nữa. Em ruột hả? Dạ. Rồi chào em. Dạ. Chào tất cả quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Đầu tiên em thấy người bạn gái bên này thì có một dáng hình rất là xinh xắn. Cũng thấy rất nhiều cái quan điểm giống nhau. Em chia sẻ thêm một chút về anh trai của em. Anh là một người rất chu đáo, anh rất chỉ là nghiêm túc trong cái chuyện mà hẹn hò. Em muốn là hai người cho nhau một cái cơ hội để sau chương trình này thì mình có thể tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Mời đàn gái. Thắm, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với bốn bạn đồng nghiệp. Dạ, em lời đầu tiên em xin chào tất cả quý vị khán giả và anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Thì em là đồng nghiệp của chị Thắm. Về anh thì em ấn tượng đầu tiên lúc mà anh vừa mới bước lên thì từ cử chỉ đặt bó hoa xuống, đặt hộp quà xuống thì em khá là ấn tượng. Cảm giác như là anh rất là tử tế. Thì không biết là style của anh lúc ở công sở như thế nào, chưa hình dung ra được rõ. Nhưng mà style hiện tại thì rất là chất. Em thấy là thực sự là anh này cũng phù hợp với chị. Chị cũng thấy vậy. Rồi cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Dạ, mở rào. Bắt đầu đi. Đó, không gian này là của hai bạn. Dạ, xin dạ. Tặng em một dạ, hoa. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Hoa đẹp quá. Okay. Dạ.
anh xin tặng một món quà này nữa. À, đây là chiếc khăn quàng cổ. Anh rất trân trọng cái mối quan hệ ngày hôm nay. Dạ vâng. Đó là ý nghĩa. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. À, em mở ra. Đây là một bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân. Cái nghĩa là anh phải chăm sóc bản thân anh thật tốt thì anh mới có thể chăm sóc được người yêu và người phụ nữ của anh tốt nhất. À, anh cầm cho. Đây quà, đây là một chiếc khăn hả? Dạ. Anh có thể anh, okay. Cột. À, đây em cầm luôn cho, em phụ cho. Ừ, nhiệm vụ của em là vậy mà. Đây đây. Trời ơi, chọn cái khăn màu cũng tinh tế nữa. Cái gu của thẩm mỹ ông này là tôi chịu rồi đó. Anh chưa có khăn cho ai và cũng chưa một khăn cho mình. Thế nên đúng rồi. Anh sẽ cột thế này thôi nhé. Đám cưới em làm dâu phụ được hả Thư? Sao vậy anh? Đám cưới làm dâu phụ á. Dạ. Anh làm rể phụ cho. Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, anh cảm ơn. Anh ngồi đi, mời anh ngồi, mời anh ngồi. Ừ, tự nhiên như ở nhà. Thắt khăn đẹp quá hả? Dạ, cảm ơn anh. À, về vấn đề hôn nhân á, dự định đến khi nào anh có thể lập gia đình đám cưới? Theo anh nghĩ khoảng 3-6 tháng. Thời gian có thể nhiều hơn nhưng mà bằng cách không để thời gian kéo dài anh sẽ làm cho nó cấp tốc hơn. Dạ. À, còn một quan niệm em muốn hỏi anh nghĩ như thế nào về sống thử trước hôn nhân? Nói thiệt tình là anh cũng không biết như thế nào nữa. Tại vì anh cũng nghe xã hội người ta cũng bàn tán nhiều ý kiến, nhưng mà quan điểm của anh thì anh nghĩ là không nên. Và cơ bản trong một người con trai với một con gái thì nói về trách nhiệm gia đình và trách nhiệm xã hội thì cái người đàn ông phải là nhiều hơn. Và trong việc sống thử khi mà nó không thành công á, cái người đàn ông lúc đó họ không còn trách nhiệm gì với cái phía bên kia. Mình cảm giác là nó không ổn lắm. Anh mà có con gái thì anh sẽ không thích chuyện đó. Thì em thì có quan điểm khác. Em nghĩ rằng khi mà hai người yêu nhau đủ chín mùi thì việc sống thử trước hôn nhân nó cũng là một cái lợi thế để hai người có thời gian hiểu rõ nhau về cuộc sống với nhau như thế nào. Thật ra em chứng kiến rất là nhiều bạn bè em quen nhau, cưới nhau rồi sau đó hôn nhân tan vỡ vì chưa hiểu nhau thật sự, chưa chấp nhận được những cái thói xấu hoặc là những cái điều không tốt của nhau. Anh thì anh nghĩ là cái việc mà tìm hiểu nhau nó thực tế hơn đó, không nhất định cứ phải sống thử, tức là mình sẽ có nhiều cách để tìm hiểu nhau. Trước đây không cần sống thử họ cũng tìm hiểu nhau, họ cũng hạnh phúc vậy, tại sao cứ phải sống thử? Mà rất là nhiều nơi họ cũng văn hóa khác mình, họ cũng sống thử liên tục đó chứ, nhưng mà họ cũng chắc gì đã hạnh phúc hơn mình đâu. Anh không có phủ nhận cái chuyện là cái tác dụng của nó, nhưng mà anh nghĩ là sẽ có nhiều cách lựa chọn tốt hơn là cái việc đó. Em á, cá nhân em á, em tôn trọng cái điều đó, và cái điều đó nó giúp em hiểu được sâu hơn cái người mình chọn làm chồng, và quyết định của mình nó xứng đáng để mình chọn. Đúng là hồi trưa ông bà chúng ta nói là không có nên ăn cơm trước kẽn, nhưng mà với cái thời bây giờ và cái xã hội hiện tại, em nghĩ điều đó để giúp người ta hiểu sâu hơn, nhiều hơn với nhau, để tránh những cái sau này hối hận là vì ngày xưa tôi chưa hiểu anh, vì ngày xưa tôi chưa biết anh, vì ngày xưa tôi chưa biết tật này của anh nên tôi hối hận. Những cái câu đó nó rất đơn giản nhưng nó sẽ găm vào tim gan của người khác. Thực sự là anh không dám phủ nhận chuyện đó, nhưng mà chỉ có điều anh thấy nó sao sao á. Sao sao? Nếu mà chưa lập gia đình mà bây giờ chính thống mà tuyên bố là hai người sống thử với nhau thì anh nghĩ là anh sẽ không dám. Cái chuyện sống thử nó cũng không quan trọng đâu, quan trọng là mình có yêu thương nhau không. Dạ đúng. Bây rồi giờ cưới nhau giống như anh đã cưới nhau mới có 2 tháng à, chúng ta đã chia tay nhau rồi. Thật sự đây là một trong những cái điều mà chúng ta cũng xem lại một cuộc hôn nhân mà sống thử, người chịu thiệt thòi nhất là phụ nữ, vẫn là phụ nữ. Ví dụ người hiểu chuyện nói cô đó yêu anh đó mấy năm trời rồi thôi chia tay. Người không hiểu chuyện người ta nói trời ơi con nhỏ đó sống với thằng đó bao nhiêu năm còn cái gì nữa. Người thiệt thòi vẫn là phụ nữ. Con ông có thể sống thử cô này, sống thử em 6 tháng rồi xong yêu cô khác sống thử 1 năm, vẫn có thể lấy vợ hoài hoài. Cái thời gian mà tìm hiểu á là giấu, anh yêu giấu, em yêu giấu, giấu hết đó. Nhưng sống thử thời gian lòi ra hết à. Bởi vì sao? Đàn ông sợ một cái điều duy nhất, 2 từ: trách nhiệm. Giống như em đã nói rồi á, yêu nhau là một chuyện, sống với nhau là một chuyện. Vì khi sống với nhau là phải dung hòa. Vì anh tốt cái này nhưng mà em không tốt thì anh phải thông cảm với điều đó. Tại vì con người không có ai hoàn hảo cả. Và em không hề muốn tìm một người đàn ông hoàn hảo. Em muốn tìm một người biết chăm sóc và chia sẻ. Người đàn ông biết chăm sóc, chia sẻ mới mang đến cái gia đình hạnh phúc. Chứ thật sự tiền không mang đến trong gia đình mình hạnh phúc. Chết đứa đời, thiệt. Bây giờ mình nói một vấn đề nữa thôi, mình kết thúc ha. Chị là con trai, chị quên. Mình thích con trai, con gái, quan điểm mỗi người luôn. Bởi vì cái chuyện này cũng quan trọng lắm.
Việc con cái á, là việc trời cho. Con nào cũng là con cả. Ờ, nếu có điều kiện á, thì xin nhiều, không có điều kiện xin hai đứa. Còn anh ấy thì anh nghĩ là anh thích đông một chút, ví dụ như ba chẳng hạn. Và anh là người nói chung là cá tính mạnh, nên anh cũng hy vọng là anh cũng có một người con trai đó. Nói chung là có một cái người bạn cùng đồng hành trong cái công việc sau này. Dạ. Đấy. Cái này hết sức quan trọng. Ai cũng muốn có con trai, và cuối cùng nếu như phụ nữ không đẻ được con trai và cứ thế đẻ hoài chừng nào được con trai thì dạ. Sao? Và xuất phát cái mâu thuẫn từ đây. Gia đình em là ba chị em gái, ba em không có con trai. Nhưng mà ba người con gái thì cha cảm thấy rất hạnh phúc vì ba người con gái rất là gần gũi và chăm ba rất là nhiều. Và vấn đề sinh con trai hay sinh con gái không có nằm ở người phụ nữ. Dạ. Dạ, y học đã chứng minh. Con trai con gái cũng quan trọng, quan trọng là chăm sóc con mình lớn lên khôn ngoan, thành đạt như thế nào đó thôi. Thôi, chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay. Xin mời hai anh chị mình bỏ tay vào nút bấm. Hai anh chị đều đủ tinh tế để có thể cảm nhận về nhau là người như thế nào. Thanh xuân như một tách trà, thôi đừng lần lựa hết bà thanh xuân ha. Rồi, 3 2 1. Hết thời gian. Rồi, nào, cô gái không bấm. Dạ. Lý do sao Thắm? Dạ, tại vì thứ nhất là em có yêu cầu là một người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ. Vì em là người phụ nữ độc lập cho nên cả điện, cả nước, cái gì em cũng có thể làm được. Nửa công gia chánh, cơm nước trong gia đình. Cho nên em rất là cần người đó cùng đồng hành với mình trong cuộc sống sắp tới. Vì đó là những cái niềm vui tuy nhỏ nhưng mà nó mang lại hạnh phúc nhiều trong cái cuộc sống hôn nhân. Em nghĩ là mình phải tôn trọng cái ý kiến, tức là mỗi người sẽ có một cái quan niệm sống. Và nếu như mà nó mà hòa hợp với nhau, mà đã thích nhau á, thì chuyện gì cũng bỏ qua được. Còn nếu mà mình cứ miễn cưỡng thì em nghĩ là cũng không tốt. Ừ, đúng rồi. Và hình như hôm nay các bạn không có nợ với nhau. Dạ. Nợ này sẽ có một người nào đó họ sẽ gắn với các bạn. Rồi, ưu tiên ha, mời em gái giới thiệu trước. Dạ, em tên là Nguyễn Việt Hà, em năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ba mẹ em thì ở Vũng Tàu. Hà đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng, điện thoại viên của nhà mạng Vietnam Mobile. Hiện em đang làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở Tân Bình. Tân Bình. À, tôi lên, đang hơi căng thẳng chút xíu ha. À, 24 tuổi ha, nhân viên là điện thoại. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Lời đầu xin phép xin chào tới anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý khán giả. Thì em tên là Trần Văn Mỹ, hiện tại năm nay em 24 tuổi và em đang công tác tại Trung đoàn 97, Sư đoàn 370 của Quân chủng Phòng không Quân. Nghề nghiệp chính hiện tại của anh đang làm công tác trong đơn vị là làm cơ giới trên không. Cơ giới trên không là sao em? Dạ, là một người nắm về kỹ thuật của máy bay trên ở khu ở trên không ạ. À, tức là em ở trển không á đúng không? Dạ. Không có lo gì đâu ạ. Hà, ưu điểm khuyết điểm của em là gì hả? Dạ, em có vài cái vừa ưu điểm vừa khuyết điểm không chị? Dạ, em nói nhiều, em nhây, em lầy. Cái mức độ như thế nào? Dạ, ví dụ có một vấn đề đi, ví dụ như chị hỏi quả trứng hay có trước hay con gà có trước là em nói cho chị đến sáng luôn, vẫn chưa biết là con gà có trước hay quả trứng có trước. Dạ, thấy là hơi rối rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn em biết quan tâm người khác, em rất là ga lăng với mấy bạn nữ xinh đẹp. Rồi, thích gái đẹp là được rồi chị. Thích gái hay thích trai? Dạ thích trai. Thích trai xong ga lăng với trai. Trai phải ga lăng với mình với chị. À. Dạ. Em còn biết rap nữa. Rap. Dạ. Thì hôm nay em đến chương trình em sẽ tặng anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và anh cha bên kia, và cũng như tặng thể các bạn bài Ngày Anh Nhớ Em. Vũ trụ này biết bao nhiêu thứ để tìm vui, em gặp anh là điều duy nhất mà em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đó mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, muốn anh về với em. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nó làm cuộc sống em lấm lem. Những lời nói vô bài tình cảm, anh đừng nghĩ em cắt cớ. Em có thể đánh phần trái tim bằng từ nhờ ơi nhớ sắc nhớ. Nè em ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ, sau đó bắt hai ta xa nhau như hai. Em ngon lời chị. Cầm đàn hát một bài nào đó để đáp lại cái rap bên kia đi. Ồ, có đàn nữa hả? Mình thì mình không độc đáp được hay như bạn đâu. Mình chỉ dạ. Có thể hát được những cái bài nó đơn giản thôi. Rồi hy vọng là bạn sẽ thích bài hát này. Dạ, có người tặng là thích rồi anh.
Bài suy nghĩ trong anh nhá. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương thương tôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngân ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em rụng tim rồi chị. Em rụng tim rồi chị. Rụng tim rồi ha. Rụng tim rồi đó. Treo tim nó lại đi em, khoan rụng đó. Bây giờ Mỹ nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, về ưu điểm của em thì em là một người rất nhiệt tình cho công việc và vui vẻ, hòa đồng. Và có cái tính cách là mình rất là về mà mình thích là mình làm. Thích thì làm, có những cái khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm của em thì em cũng rất là dễ nóng tính, thì ức chế quá thì mới bộc phát ra được thôi. Chứ còn bình thường thì em cũng không bộc phát được nữa đâu. Em gái em trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em chính thức thì hai anh ạ. Tại sao chia tay? Dạ bạn nam đầu tiên thì lớn tuổi rồi nhưng mà lại tính con nít quá chị. Còn bạn thứ hai thì lăng nhăng. Đã quen được bao lâu? Dạ quen bạn thứ hai thì quen được hơn 2 năm. Hơn 2 năm? Dạ. Lớn hay nhỏ? Dạ nhỏ hơn em. Nhỏ hơn em? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thì trước đây và trải qua thì chính thức được một mối tình. Một mối tình bao nhiêu năm? Dạ được 4 năm. Tại dạ. Sao phải chia tay? Dạ có thể là em đã chưa thể được quan tâm được cô ấy nhiều hơn. Đúng vậy. Vậy thì qua 3 mối tình của hai bên ta rút kinh nghiệm được ra. Mối tình sắp tới chúng ta sẽ đừng vướng vào cái lăng nhăng nè, con nít nè, vô tâm nè, phải quan tâm người yêu mình hơn nè ha. Dạ. Bạn gái, bạn thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Dạ em cũng đơn giản lắm anh. Cao 1m7 trở lên. Trời ơi đơn dạ. Giản quá. Dạ đơn giản chị, em cũng cao mà chị. Rồi. Dạ. Không phong kiến, không cục tính, không ghen tầm bậy tầm bạ. Đề ngoại hình, mắt, mũi, miệng có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào không? Dạ mẫu người lý tưởng của em trai hàng không chị. Còn để mà lấy làm chồng á chị thì chỉ cần ưa nhìn là được, đẹp quá chồng người ta chị ơi. Chỉ cần 1m7 thôi, 6'6 cũng được. Mét mấy Mỹ? Dạ mấy 1m7 anh. Cũng được. Còn em thích cô gái như thế nào? Từ tư chân của em thì em thích một cô gái dễ thương mà vui vẻ, hòa đồng. Ngoại hình sao em, ngoại hình? Về ngoại hình thì cũng dáng cao khoảng 1m6. Anh ơi tròn tròn được không anh? Hả? Mập mập tròn tròn được không anh? Chứ em mập lắm á, em gần 60kg lần á. Thì mập mập thì cô ôm thì cũng thấy cũng được. Được đúng. Tiêu chuẩn gì nữa không? Tiêu chuẩn của em thì cô gái mình nhất là 3 vòng phải 90 nhỉ? 90 đều hết đúng không? Dạ không đâu. Chứ sao? 90, 70, 90. 90, 70, 90. Cao 1m6. Dắt qua hậu luôn rồi qua. Qua tôi kiểm tra coi 90 thế nào nha. Dạ. Ô trời ơi. Anh ơi em bị dư vòng 2 rồi anh. Không sao. Tất cả mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa. Xin thông báo đàn trai, đàn gái rất là xinh. Em gái. Dạ. Em có nghĩ rằng lúc nào đó em sẽ yêu một quân nhân, một sĩ quan chuyên nghiệp ở quân đội nhân dân Việt Nam không? Dạ em cũng không nghĩ tới. Mình có như là tin vào cái duyên đi anh. Tại vì anh hai em cũng là hải quân. Ồ, dạ. Wow, hay quá. Dạ. Còn ba em có làm gì trong... Dạ ba em cũng là hải quân về hưu. Hải quân về hưu luôn. Dạ đúng rồi. Hải quân kết hợp với không quân là dữ rồi nha. Trên không và trên biển luôn. Anh thấy bên đây cũng là một chàng gọi là quân nhân dễ thương ha. Còn chúc em sẽ kiểm tra mọi thứ. Dạ. Đàn gái, ok. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ anh đi trực đêm hoài đó. Thí dụ đột xuất anh đi trực vậy là em có ghen không? Đi trực mà ghen gì chị? Vô bộ đội tại con trai không ghen gì chị ơi. Nhớ dạ. Nha, nhớ dạ. Nha. Em cần ghen gọi là em ghen vui không chị? Ví dụ lâu lâu lục điện thoại ra thấy tin nhắn. Anh nha, anh nhắn con này khi nào? Trời ơi, kiểm tra điện thoại người ta luôn hả? Dạ ý là mình vui, mình lướt vui thôi chị. Vui thôi. Vui có ý đồ dạ, phải không? Dạ ghen vui thôi.
Và bây giờ là cái điều gì mà cái điều em không thích nhất ở người bạn gái? Điều em không thích nhất chính là sự giả dối. Lấy nhau về thì em định sẽ vợ chồng sẽ sống ở đâu? Dạ, vì cũng đặc thù công việc của mình, hai trực trò cũng hay ở đơn vị nhiều á, thì em cũng có thể hy vọng vợ chồng á có thể ở cùng với nhau ở dưới Cần Thơ. Ở Cần Thơ? Dạ. Là hiện tại em đang công tác ở Cần Thơ? Dạ vâng, em đang công tác ở Cần Thơ. Nếu tình yêu đủ lớn là mình vẫn đi theo chồng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cho dù em ở xa cách mấy thì anh Mỹ vẫn tới được, bởi vì ảnh là phi công lái máy bay. Bây giờ thì mình sẽ hỏi ý kiến người thân xem sao. À, Hà đi với ai Hà? Dạ em nay em đi với mẹ với một người anh. Xin chào MC Quyền Linh, tôi xin chào MC Cát Tường, xin chào khán giả trong trường quay, xin chào cháu trai ở trên sân khấu. Cô thấy đây có thể làm con rể tương lai của cô được không? Thấy cháu cũng chừng chạc, nói chung là người nhà nước cho nên mình cũng không xem những cái lý lịch đằng sau nữa, vì bản thân cô cũng là bộ đội và con trai cô cũng là bộ đội. Còn cái duyên thì cảm ơn chương trình đã dẫn hai cháu đến đây. Còn lại cơ duyên đằng sau nữa, cái nợ thì tùy của hai cháu, nhưng mà mẹ thấy được phần sau là tùy con. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn chương trình. Rồi em đi với ai vậy Mỹ? Dạ em thì đi cùng với chị gái em. Chị gái? Dạ. Và các đồng đội của em đúng không? Dạ. Bây giờ mời chị gái có ý kiến trước đi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường, chào khán giả trường quay. Nói chung là thấy em gái đây cũng xinh xắn, năng động. Hai em cho nhau một cơ hội để còn đến với nhau. Dạ, chị cảm ơn. Cảm ơn chị. Mời thủ trưởng của... Dạ. Thủ trưởng của em Mỹ đi. Lời đầu tiên thì xin phép được gửi lời chào đến hai MC duyên dáng. Dạ. Xin gửi lời chào đến khán giả trong trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. Thì Mỹ ơi, anh ngồi dưới này thì anh có cảm nhận là cô Hà tài sắc chắc vẹn toàn. Thế còn Hà, anh cũng chia sẻ với em thêm về chỗ bạn Mỹ này. Thì Mỹ là một người rất là về phẩm chất đạo đức thì tốt, chuyên môn giỏi và có nhiều năng khiếu thể thao và văn nghệ. Trước khi em có cái sự lựa chọn của mình thì anh cũng có chia sẻ là người ta hay nói là cầm vàng còn sợ vàng rơi, lấy chồng bộ đội suốt đời ấm no. Nếu mà hai em mà thuộc về nhau á thì anh tin chắc rằng đây sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Thủ trưởng nói hay quá. Bây giờ là để cho hai bạn sẽ trực tiếp chia sẻ với nhau ha. Gia đình, thủ trưởng, người thân đều ủng hộ hết rồi. Mở rào. Rồi, xin mời hai bạn. Rồi, anh tặng em không ạ? Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi, anh có thể mở ra được không? Dạ, em đeo cho anh nha. Dạ, đây là vòng tay bình an. Hy vọng là anh ở đâu làm gì thì bình an là trên hết. Rồi, anh cảm ơn em. Thì đây là bó hoa mà chính tay anh tự làm. Tại anh muốn gửi đây em. Dạ. Anh cảm nhận về em. Đối với anh thì em là một cô gái rất là xinh đẹp. Em cảm ơn. Và qua cách nói chuyện anh lúc đó anh cũng không tưởng tượng ra em sẽ là khuôn mặt của em, hình dáng của em sẽ như thế nào. Nhưng mà trong đầu anh tưởng tượng ra em là một cô gái rất là hoạt bát, vui vẻ và cũng có rất là có năng khiếu trong cái việc hát ấy chứ nhỉ. Dạ. Em con nít lắm á, anh chịu được không? Anh thì rất là khoái con nít cơ. Vì con nít thường nó hay bám anh nhiều lắm. Em thấy anh thì cũng chững chạc, hát cũng hay nữa anh. Em rụng tim nãy giờ rồi. Bây giờ cái chuyện hẹn hò trong tương lai như thế nào nè? Trước mắt thì em vẫn ở lại Sài Gòn, thì không biết là những lúc anh về phép tranh thủ thì anh có lên được Sài Gòn không, hay là anh chỉ ở dưới Cần Thơ thôi? Vì Sài Gòn ở trên này anh không có mục đích để anh đến, nhưng nếu như em đã là mục đích của anh thì anh sẽ thường xuyên về đây hơn. À, anh có tin vào tình duyên không? Anh nghĩ anh sẽ tin vào nó. Vào nó. Tại em là một người thiên về tâm linh nên em rất là tin vào cái chữ duyên, chữ nợ. Em muốn coi gì không? Coi tướng coi gì, chị kêu anh đứng lên cho em coi. Đứng lên cho cổ coi coi. Coi kỹ nha, coi hợp không? Dạ, anh nắm lại đi, em biết tên em rồi đó, anh nắm đi. Rồi, xong rồi đó. Ủa là sao? Dạ là đưa tay, đưa tên em vô trong tay anh nắm luôn á chị. À được rồi đó dạ, hả? Dạ, gieo duyên á chị. Bây giờ em ghi tên vào tay anh rồi á. Nhưng bây giờ anh xin phép được nhét vào trong chỗ này được không? Dạ anh nhét vô tim nha anh. Ờ nhét luôn nha. Dạ ờ, anh nhét chặt lại nha. Thôi thôi tôi đi về luôn cho rồi. Dễ sợ. Ngày hôm nay là một kỷ niệm tuyệt vời, thì bạn có thể làm một cái điều gì đó quyết liệt hơn một chút xíu. Thật sự anh hy vọng có thể được nói một lời rằng là cho anh được làm quen em nhé. Dạ.
Nếu là có thể gặp nhau, chào nhau bằng một cái ôm thì hy vọng là có thể một cái ôm nhẹ nhàng nhé. Dạ được ạ. Để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta đã trao nhau nhiều câu chuyện, nụ cười, ánh mắt, thậm chí một cái ôm rất chặt. Và bây giờ hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nha các bạn. Chúng ta bấm nút nếu như tim mình rung động. Còn như tim mình chưa rung động, không cần bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đấy. Hãy xin phép mẹ của bạn nữ để được tiến hành cái thủ tục đầu tiên tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Dạ, cháu chào cô, gia đình. Thì cháu rất vui là hôm nay được chương trình tạo điều kiện để lên được sân khấu ngày hôm nay á. Thì cũng được quen biết em Hà. Và hy vọng rằng cô cùng người nhà có thể cho phép cháu được làm quen với lại em Hà. Anh xin đi, mẹ em khó lắm đó. Dạ, cô cho xếp cháu được không ạ? Đồng ý, cô đồng ý. Cảm ơn cô ạ. Đấy. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản dưới sự tài trợ của nhãn hàng Max Hair, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Rất vui được gặp lại quý vị, và ngày hôm nay hy vọng rằng với sự ủng hộ của quý vị, chúng tôi sẽ làm chiếc cầu nối thiệt là tuyệt vời để đến với những cặp đôi đang tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Em mê trai đẹp. Anh méo chút nữa đẹp trai được không em? Em sợ bạn trai bên kia xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Còn ế sợ gì nữa. Hèn xíu đừng nóng tính quá. Đừng nóng tính, bên đây hơi nóng tính. Mời bạn nam. Mời với bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Dễ thương quá. À, mình giới thiệu về bản thân đi em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Đặng Vũ Lan Thanh, em 25 tuổi và em đến từ Tiền Giang. Hiện nay Thanh đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng của Behandicam ở Tiền Giang luôn chị. Ở Tiền Giang luôn. À rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả trong trường quay và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đặng Vĩnh Quyền. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Trà Vinh. Công việc hiện tại của em là tối thì em làm quản lý ở quán bar tên là 1960 của anh Đường Đại Vệ. Ban ngày em làm bên tổ chức sự kiện, event freelancer. Trời, quảng cáo luôn ha. Quy nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24 hả? Dạ. Bên kia bao nhiêu nhờ? Dạ, em 25. 25, hơi lớn hơn một đúng không? Dạ, không sao anh. Đâu có sao. Nhưng mà bây giờ người ở Tiền Giang, người thành phố nè, làm nhiều show quá, tối thì làm quán bar, ngày thì làm event, rồi bao lâu mới đi thăm bạn gái được một lần nè? Thì khi nào em có bạn gái thì em sắp xếp thời gian dành cho bạn gái. Mình giới thiệu chút xíu về những cái khuyết điểm, ưu điểm của mình đi các bạn. Em không có nhiều ưu điểm. Ưu điểm của em là thẳng tính, mà em nghĩ đó cũng là khuyết điểm của em luôn. Em biết nấu ăn, em có tình cảm, dành trọn tình cảm cho gia đình của mình và những người thân thương của mình. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính, với em đam mê công việc quá. Đó cũng là ưu điểm nữa. Ai mà thuê được em làm là người đó là hên đúng không? Ưu điểm không? Dạ, có nhiều khi em làm từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn. Và đó cũng là lý do em bị ế. À, không với có một cái khuyết điểm của em nữa là em mê trai đẹp. Mê trai đẹp. Trai đẹp hả? Anh mém chút nữa đẹp trai được không em? Trời, mém đẹp hả anh? Mép đẹp là chưa đẹp lắm đâu. Còn đam mê gì nữa không em? Dạ em mê shopping lắm. Cái đó cũng là khuyết điểm của em đó chị. Nhưng mà lúc này em điều tiết nó lại được rồi. Điều tiết được rồi? Dạ rồi. Mê shopping cứ đi mình coi thôi. Đừng bỏ tiền theo, không mua được gì đâu. Bạn trai
Ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là nhiệt tình, năng động. Thì như nãy em nói là mém chút xíu nữa em mới đẹp trai. Còn sở trường của em á là em là dancer, em có biết chụp ảnh và em đang học thêm DJ. Khuyết điểm của em là hay quên. Làm quản lý mà hay quên sao được em? Nhiều lúc hay quên. Nói chung hai bạn rất là năng động trong cái công việc. Tình trường em gái mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời học sinh của em, và mối tình gần đây nhất là cách đây một năm. Quen bao lâu? Dạ em quen cũng từ lúc mà tìm hiểu tới lúc quen luôn là 5 năm. 5 năm? Dạ tìm hiểu luôn chị. Rồi lý do sao chia tay? Dạ tại vì bạn trai đó không có chín chắn lắm, chưa có trưởng thành lắm nên. Lớn hay nhỏ? Dạ lớn hơn em 5 tuổi. Lớn hơn 5 tuổi mà dạ. Còn chưa chín chắn, chưa trưởng thành dạ. Nữa dạ. Bên kia nhỏ hơn tuổi kìa, rồi hỏi coi sao đó. Em trai, em có trưởng thành chưa? Theo từ bạn bè và tất cả đồng nghiệp của em nhận xét thì em nghĩ là em đã thành công nhưng mà chưa thành đạt. Nhưng mình đó có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chị. Mối tình đầu tiên là 3 năm cấp 3. Còn mối tình thứ hai là khi em lên Sài Gòn em được quen được 1 năm. Quen có 1 năm hả? Dạ. Lý do sao chia tay? Thì cũng đó là lý do, cũng là do em ế. Thật sự thì em cũng muốn tìm người tử tế để mà yêu thôi. Tại vì mối tình thứ hai là em bị cấm sừng. Em làm trong quán bar, rồi em làm event, sự kiện gì đó là toàn phụ nữ, gái đẹp xung quanh không. Mà lý do sao em ế? Đúng rồi, đúng chị. Tất cả mọi người xung quanh em đều hỏi tại sao xung quanh là toàn gái đẹp không, mà tại sao mày ế? Em thì lý do nãy mối tình thứ hai của em đó là tại vì em bị cấm sừng 1 lần rồi. Cho nên em rất là sợ yêu. Cho nên em mong là thông qua chương trình em sẽ tìm được một người chung thủy. Người chung thủy. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của em là người như thế nào? Mẫu hình của em thì cũng không khó. Mẫu hình dễ nhìn, cao trên 1m6. Biết nấu ăn thì càng tốt, mà đặc biệt là phải chung thủy. Bên kia biết nấu ăn rồi. Còn dạ. Chung thủy thì mình có chung thủy với người ta, ta sẽ chung thủy với mình thôi. Cái thiên chức phụ nữ là chung thủy. Chỉ có đàn ông là hơi gọi là lăng nhăng, nhúc nhích chút xíu thôi. Đúng rồi. Dài một số người thôi, không có nhiều. Bây giờ nó càng ngày càng ít rồi. Bạn gái, mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em quan trọng về tính cách của bạn trai hơn. Bạn nam thì chín chắn và có sự nghiệp ổn định. Có bên kia là công việc là người ta thành công rồi đó. Dạ, em hướng tới một mẫu người, một người đàn ông, một người chồng là biết làm cho vợ mình, cho bạn gái mình càng ngày càng đẹp. Wow, càng ngày càng đẹp. Tại vì em không có được đẹp lắm. Đẹp rồi, vậy là đủ chuẩn bên kia rồi. Em có muốn người yêu mình đẹp không em? Đẹp thì anh có thể làm cho em được. Tại vì anh là một thợ chụp ảnh mà. Dạ, em hình dung bạn nữ bên này như thế nào nè? Tóc tai, quần áo, tóc dáng như thế nào? Em thì chắc em đoán chắc cũng bạn cũng tóc, chắc cũng tóc dài, cũng rồi. Dễ thương, nói rồi. Chuyện nghe giọng nói cũng ấm áp. Cô nào cũng dễ thương hết trơn á. Đoán thì chung chung rồi. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Như nãy em nói là không chung thủy thôi. Chung thủy là cái ai chung thủy trơn á. Còn cái tật sao nào hay là cái gì đó mà em không thích? Hèn xíu, đừng nóng tính quá. Đừng nóng tính, bên đây hơi nóng tính. Vậy thôi đúng không? Dạ. Để coi cái sự nóng tính. Chào em gái, trời dễ thương gì mà nóng tính gì? Tiền Giang hả? Dạ. Ồ, gái Tiền Giang, đặc biệt là Mỹ Tho nữa. Ai bảo Mỹ Tho là cô gái đẹp, ai bảo Mỹ Tho đó lại là nàng tiên. À, cô gái Mỹ Tho nào cũng dễ thương, xinh xắn như nàng tiên vậy đó. Em có thích đàn ông làm ở quán bar không? Dạ, cũng thích. Tại vì đôi khi công việc stress quá thì em cũng phải... Đi bar đúng không? À, quan trọng là tâm hồn người ta, tính chất, nội dạ, dung ta rồi. Không có bậy bạ là được rồi. Đừng nói người ta làm quán bar là người ta cứ thấy cô nào cũng liếc mắt đưa tình, nên không phải đâu nha. Nhưng mà em sợ bạn trai bên kia xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Giờ còn ế sợ gì nữa. Em làm quán bar bao nhiêu năm rồi? Dạ hơn 2 năm rồi. 2 năm chưa có gì vẫn ế là em hiểu rồi đó. Ta chung thủy coi nào mà coi lại tính cách của ảnh có gì lạ không? Cứ 2 năm rồi không có gì cũng lạ lắm à. Tóc tai rồi cũng màu mè lắm á. Lãng tử đẹp trai. À vậy được. Mém đẹp thôi. Mém. Nhưng mà nếu nhìn càng sâu sắc càng đẹp. Có vẻ đẹp tiềm ẩn đúng không? Tiềm ẩn. Cô gái bên đây xinh xắn, rất là dễ thương. Về cơ bản là đàn trai thấy đàn gái. Được phải không? Số 1 là đấy. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Vậy là bạn trai ghen thái quá. Hả? Ghen thái quá chị là ghen thái dạ. Quá ghen không có bên này chấp nhận làm đẹp cho phụ nữ là không đến nổi đâu, làm đẹp cho bạn gái với em không thích bạn trai kiểm soát. Ủa em em có kiểm soát bạn nữ bạn gái của mình gắt gao không, kiểu như kiểm điện thoại rồi giờ giấc đi mấy giờ về mấy giờ rồi gì đó không đâu chị? Tại vì nếu mà yêu nhau là phải quan trọng là nằm ở tin tưởng với nhau. Vẻ đẹp tìm cũng ha, phải tìm mới thấy vẻ đẹp ha. Đẹp lắm á, tướng tá ngon lành đó. Men phải không? Men chị. Bây giờ chừng nào đám cưới? Không có gì thay đổi thì năm sau. Còn nhưng mà vẫn tôn trọng quyết định của bạn nữ. Em được quê Trà Vinh đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ chị. Mình định là lập nghiệp trong này luôn hay là mình định sau này về quê?
Em sẽ định lập nghiệp ở trong này luôn. Hiện tại em đang ở đâu? Ở với ai? Hiện tại em đang ở quận 8 mà một mình. Lập nghiệp xong phải lập kế hoạch mấy năm mà mua nhà mua đồ an cư mới lạc nghiệp được, mà ở thành phố được. Có dự kiến gì trong đầu chưa? Dự kiến thì nếu không có thay đổi thì khoảng 3 đến 5 năm nữa thì em sẽ mua nhà ở Sài Gòn. Rồi vậy tốt, có kế hoạch ha, mới có 24 tuổi còn trẻ mà. Trước 30 ổn định nhà cửa mới gọi là thành đạt, bây giờ mới thành công thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi cặp này cũng được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình cho hai bạn gặp mặt nha. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của em với hai người bạn thân của em. À em trai em ruột á hả? Dạ đúng rồi. Rồi cho gặp em trai của bạn Minh nhà trai đi. Đẹp trai không? Em ruột đó. Dạ đẹp trai. Rồi em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Rồi chào. Em thấy thì chị khá là dễ thương, xinh xắn, cũng có thể rất là hợp với anh hai của em. Dạ em xin hết. Rồi mời bạn thân đi. Bạn thân có ý kiến dạ, gì không anh? Dạ em thì về cái trước mắt thì cái khó khăn thì hai người thấy là khá là thẳng tính, hai người này rất là nóng luôn á, nên là nếu mà về với nhau thì phải có sự nhường nhịn lẫn nhau nhiều hơn. Nhưng mà thấy có một điểm chung rất là hay là hai người rất là yêu công việc, cho nên là cái phần đó có thể là giao thoa được. Mình rất là muốn hai bạn cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi cảm ơn bạn. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ngoại em và bạn thân với em trai. Có ngoại có gì à? Em nữa. Rồi cho chị gặp ngoại của em. Chào ngoại. Dạ chào ngoại. Xin chào chú Quỳnh Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Chào bạn trai. Dạ con chào bác. Tôi là bà ngoại của Lăng Thanh. Nhận xét về bạn trai thì tôi thấy bạn cũng chững chạc, nhưng mà hơi nhỏ tuổi hơn cháu ngoại tôi thì thấy cũng hơi khó. Tại vì cháu ngoại tôi từ nào giờ thường nói với bà ngoại là phải lớn hơn con ít nhất 4 tuổi. Nhưng mà cái duyên nợ thì cũng không biết làm sao. Thành ra giờ tùy cháu ngoại tôi. Ngoại bây giờ tuổi trẻ giờ á, năng động lắm. Những thanh niên bây giờ trẻ tuổi nhưng mà tài cao lắm ngoại. Ha, gia nhập quốc tế rồi tất cả mọi thứ rất là nhanh. Thậm chí là già trước tuổi luôn á ngoại. Cậu đây nhỏ tuổi nhưng mà làm quản lý biết bao nhiêu con người luôn á. Ngoại ơi, nhưng mà con nhỏ tuổi nhưng mà con chắc chắn một điều là nếu mà hai chúng con đến được với nhau á thì chúng con sẽ rất là hạnh phúc. Tôi thấy nhiều người bạn trai bạn gái bằng tuổi nhau thì khoảng 30 mấy 40 đó, bạn gái có thể cứng hơn. Ngoại ơi ngoại, bây giờ hả là tao yêu nhau thì nhiều khi là con gái lớn hơn con trai cả chục tuổi luôn, nhiều lắm á ngoại. Dạ thường thường con cũng vậy đó ngoại. Cũng nói là tùy cháu thôi. Vợ là cô gái làm đẹp á, là 40 tuổi nhìn hai giống như hai mấy vậy đó ngoại. Giờ công nghệ làm đẹp nó tốt lắm rồi ngoại, không bao giờ già đâu. Phụ có nữ gì, giờ không có tuổi. Có liên hệ chị Cát Tường làm đẹp cho trên mọi hình thức nhá, không không có sao, đừng lo ngoại, yên tâm đi ngoại. Để hồi có hai bạn nói chuyện nhau rồi ngoại coi tính sao ha. Dạ cảm ơn dạ. Ngoại rồi bây giờ mở rào cho hai bạn gặp gỡ nhau nào. Rồi kéo rào. Cảm ơn quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Cao ráo ghê, hai bên xứng đôi, tướng cao dễ sợ. Tự nhiên em gặp dạ. Anh này đẹp trai quá, cái em hết ráo gì rồi. Hai đứa rẻ con chắc cao 1m9, 2m không á. Đẹp tiềm mẫn, em phải nhìn lâu lâu mới đẹp dữ nữa. Em làm ở công ty bia luôn hả? Dạ đúng rồi, anh có biết nhậu không anh? Nhậu hả? Nhậu thì anh có thể biết nhậu đó. Anh uống được bao nhiêu chai? Em uống bao nhiêu chai, anh uống bao nhiêu chai. Nếu mà em còn tỉnh để đếm được là chắc cỡ hơn 12 chai. Ủa trời ơi. Sao em uống ít vậy? Thì là hai vợ chồng mình ấy. Trời ơi, hai vợ chồng mình luôn. Quá dữ, quá dữ. Anh và em có thể nhậu cùng nhau được. Cái gì vậy? Gặp nhau ta nói chuyện tình cảm vô cái rồi hỏi bia chuyện nhậu rồi. Bia bọt liền, tình. Cảm nhận về người đối diện thế nào ha? Em ngoại hình dễ thương, xinh xắn. Anh cũng có thể là thấy hợp với anh á. Anh nhỏ tuổi hơn em nhưng mà nhìn anh chắc được. Tại vì em chỉ còn là mặt em trẻ hơn anh chút xíu là được rồi. Ừ, mặt già. Cười đuôi mắt nhăn hết trơn rồi, thấy không? Đừng có làm đẹp cho ổng, còn mình phải mua đồ làm đẹp, phải không? Ưu tiên của em là chồng phải làm đẹp cho vợ càng ngày càng đẹp. Lỡ mà mình có về chung với nhau rồi á thì anh phải luôn luôn ví dụ như là chăm sóc cho bạn gái hay cho vợ mình và hàng ngày khuyến khích bạn bạn gái hay là vợ mình đi spa này nữa, chứ càng ngày càng trẻ lên có được không anh? Anh hiện tại cũng đang làm marketing cho một cái thẩm mỹ viện. Đưa em tới làm thông đó em, yên tâm đi em. Tự nhiên gặp anh em run quá. Các bạn quan điểm về yêu đương, về hôn nhân thế nào?
Quan điểm về hôn nhân của em á, em rất là thẳng tính. Khi mà mình có cái bất đồng về trong hôn nhân á, thì mình thẳng thắn mình nói chuyện với nhau và mình cùng nhau giải quyết. Và nếu như mà lỡ mai này mà có một người thứ ba, ví dụ có một người thứ ba bước vào đi, thì anh cứ thẳng thắn anh nói với em, em sẽ cho anh đi. Nói chung là cái gì cũng phải thẳng thắn nói. Anh cũng mong như vậy, tại vì thí dụ mình có vấn đề gì xảy ra thì có thể là ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ đừng có mà im lặng. Ví dụ như em hơi dữ rồi sao? Không, giữ anh, tại vì anh có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nên em yên tâm về vấn đề đó. Bây giờ cái chuyện đang ở xa nè, chuyện cưới nhau về ở chung khỏi nói rồi. Bây giờ đang yêu nhau nè, hẹn hò sao? Rồi mình hẹn hò sao anh? Nếu mình đến mình với nhau á, thì anh sẽ sắp xếp thời gian anh có thể đi đi về thường xuyên. Tại vì từ Sài Gòn về Tiền Giang chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi thôi. Rồi công việc của anh? Nếu mà đã yêu nhau rồi thì phải sắp xếp thời gian cho nhau chứ. Anh định là bao nhiêu, một tháng gặp em bao nhiêu lần? Cuối tuần em có được nghỉ không? Dạ được, nghỉ thứ bảy chủ nhật luôn. À thứ bảy chủ nhật thì quá tốt rồi. Thì mình có thể, anh có thể về quê, hoặc là em có thể, chúng ta có thể đi du lịch một cái Vũng Tàu hay một gì đó. Thì anh cũng thích đi du lịch lắm. Em cũng thích đi phượt đúng không? Đúng rồi. Trên đường về quê của bạn Quyền là bắt buộc phải đi qua Tiền Giang, phải đi bộ qua Tiền Giang. Bởi vì Vũng Tàu Vinh mà không có đường nào thoát hết trơn á. Thành ra em đã chặn đường đi của cậu ấy rồi. Lấy nhau về tiền bạc trong nhà ai quản lý? Ai quản lý anh? Tiền thì mình có thể mình ngồi lại nói chuyện với nhau rồi cùng nhau giải quyết. Còn em thì nghĩ là mình cứ gom một số tiền chung đi, sau đó thì hai người cũng có một số tiền riêng nữa. Chưa gì trơn mà đòi riêng rồi chung rồi tùm lum đi. Không có nói hay đó chứ. Cái nào riêng là riêng, cái nào chung là chung. Bây giờ chung hoài đôi khi nó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Thí dụ làm cái thẻ tên hai đứa, làm lương nhiều là chính thức là bỏ vô đó. Cái ý kiến này anh nghĩ rằng một trong những ý kiến rất là hiện đại. Dạ đúng. Về con cái thế nào? Thích con trai con gái, quan điểm của mỗi người? Thì quan điểm của em thì không quan trọng con trai con gái, dù thế nào cũng là con của mình. Dạ em cũng có cùng quan điểm với ảnh. Trời, cái gì cũng cùng hết trơn. Hai vợ chồng mình hai này hợp lắm á nha. Dân miền Tây hết mà. À, bây giờ bạn trai hát tỏ tình tặng bạn gái một bài đi, trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò hay không. Anh hát một đoạn tặng em thôi nha, tại vì anh cũng không hát hay lắm đâu. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh thấy cũng đủ rồi. Em thấy đủ chưa? Cảm nhận như thế nào em? Em không quan trọng về cái giọng anh hát lắm, nhưng mà quan trọng cái lời á anh. Cái lời thì anh hỏi em đủ chưa, chứ em thấy là cũng hơi đủ rồi đó. Đủ rồi thôi, anh nút thôi. Đặt tay vào nút bấm nè hai em. Cảm giác đủ là đủ. Cảm giác yêu thương là đông đầy. Cảm giác hạnh phúc là nó sẽ đến. Trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm. Không rung động, không cần bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Tại sao em không bấm? Tại trái tim em chưa có rung động á, em xin lỗi. Trái tim chưa rung động. Dạ. Anh nghĩ rằng cô gái bên kia là một cô gái rất là dễ thương, rất là năng động nữa. Nhưng có lẽ không tim không rung động thì thôi, mình đành phải chịu thôi. Có lẽ hai đứa có duyên mà chưa có phận. Đừng buồn. Mình đến với nhau. Ấy mình hôm nay mình gặp nhau, mình là một người bạn. Đúng rồi. Rất vui được biết em. Rất vui được biết anh. Có thể là bạn trai đang còn chần chừ suy nghĩ một điều gì đó. Có thể cũng vì khoảng cách, có thể là vì tuổi tác. Khi mà nghe ngoại nói là cũng tuổi chưa có được đúng như ý em mong muốn. Nói chung là mình còn thiếu một cái nợ với nhau. Thì trước mắt mình cứ làm bạn với nhau trước đi đã. Và chúng tôi tôn trọng quyết định của cả hai bạn. Bạn gái cảm giác thế nào? Gặp bạn trai và nói chuyện vậy đã là vui rồi. Và em gặp được tất cả mọi người ở đây là em cũng càng vui hơn nữa. Ở trên sóng truyền hình có hàng triệu chàng trai đang chuẩn bị bấm nút cho em. Và cũng hàng triệu cô gái đang xem chuẩn bị bấm nút cho chàng trai. Đừng lo lắng, bởi vì quý vị không, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mỗi lần phát sóng như vậy có hàng chục triệu người đang xem. Sau khi xem xong chương trình có rất nhiều người gửi thư về làm quen với các bạn. Hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Và trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng tôi cũng có những cặp đôi không bấm nút với nhau nhưng sau đó họ lại đến với nhau, và thậm chí có những cặp đôi chuẩn bị cưới nhau. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Mỗi bạn sẽ nhận được một cái gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc.
Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha. Hy vọng chúng ta vẫn mãi là những người bạn. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Rất tiếc là chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Và điều đáng tiếc hơn là hôm nay em thấy hai bạn này rất là xứng đôi luôn. Có mấy phút thôi thì cũng không trách họ được ha. Hy vọng rằng trong cuộc sống họ sẽ gặp nhiều hạnh phúc đến với họ sớm hơn. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai.